Chào các bạn nha. Ngày hôm nay anh trai này sẽ cho những em gái cá trải nghiệm thế nào là tẩm quất đỉnh nóc kitchen. Mới bật demo cho em xem mà em đã trông rất tò mò và phấn khích rồi. Trời trời, cái gì đây trời? Tôi năm nay 7 tuổi rồi mà chưa thấy thứ gì rung lắc cực độ như thứ này cả. Hít hít ngửi ngửi, để biết là cái gì em quyết định thử bằng răng. Kết luận lại là trông nó không có vị thế thôi chứ nó thật ra cũng chả có vị gì. Em lại cắn tiếp, thôi cho em test thế thôi không hỏng sừ máy mất. Mi quyết định để lên cao cho em test bằng mắt, nhưng thế thì làm sao đủ. Em lại đứng lên cắn rồi dùng tay với xuống, lại tiếp tục cắn và ngửi hít. Thôi đủ rồi, giờ cho em tận hưởng cảm giác thôi. Mi cầm máy dí vào người em. Chú chưa quen thì tưởng nó bấu thịt mình đến nơi, nhưng mà quen rồi thì ông nhõi lim dim đây. Nhưng mà từ từ, đang đói để đi ăn đã. Trong lúc ăn em còn vừa nhau vừa cho tay vừa thò cái tay vào để mát xa mới chịu cơ. Giờ là đến lượt con vợ của em, Hân. Úi rồi vời, mới nhìn thấy đã thích rồi nè. Nhưng thích quá không chịu được, em nằm tí rồi chạy mất tiêu. Thằng anh thì sướng quen rồi, giờ không có cái máy là không chịu được nên đòi. Phải bật lên, cắn rồi dí đầu vào mới chịu được. Chắc cái này cũng mát xa được cơ hàm nên em cũng thích. Ngày thứ hai cho các em thứ máy mát xa. Đầu tiên là để em ngủ, sau đó thì dí vào. Em sợ chui vào trong chăn, nhưng mà gì đây, đã nghiện còn ngại. Thằng bé nằm trong chăn rồi tận hưởng lòi cả chỉ ra đây này. Lim dim rồi ngủ luôn không? Đấy đúng rồi, đúng điểm G của em rồi. Em lên mây, em ngủ luôn vua chúa chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi. Hôm nay là sinh nhật mừng bé giái cá tròn 4 năm tuổi, do vậy anh giai này sẽ tổ chức một bữa ăn tiêu chuẩn Michelin Light cho em luôn. Giải khăn nè, sau đó bày khay này, bày càng nhiều càng tốt cho em múc cờ bang hết cỡ luôn. Tada, trông đồ ăn mình nhìn còn muốn ăn luôn này. Ai làm người yêu anh này thì được chiều hết cỡ là cái chắc. Giái cá mà được sướng như này luôn á, và chủ nhân của bữa tiệc đã xuống rồi. Costume outfit anh không mặc gì mà măm măm luôn. Căn bản anh dễ thương, anh có quyền. Anh còn leo lên bàn ngửi từng món luôn cho nó cẩn thận. Không biết con sen có mưu đồ gì không mà tự nhiên lại thịnh soạn dữ thế này, nhưng mà cứ vui trước đã. Nhưng nhiều món quá, biết chọn món gì bây giờ. Sau 7.749 lần suy nghĩ, nó quyết định uống nước lọc trước. Chắc thằng bé muốn khổ trước sướng sau, đáo để thật đấy. Sau khi uống xong, đại ca chọn luôn cá hồi, ăn đến hết cả khay luôn. Ăn cho đã cái bụng rồi chú mới nhận ra là còn vợ đẹp con thơ chưa sơ múi được miếng nào. Chú chạy lên gọi, đây rồi em, đây rồi. Vừa xuống cái mùi buffet đã sộc lên mũi. Cái gì đây, sao nhiều đồ thế này. Sau một hồi phân vân, em ngửi rồi chọn luôn cái đĩa cá hồi. Có quá nhiều món, em lại tiếp tục suy nghĩ. Và cuối cùng lại chọn cá hồi. Cá hồi vẫn là chân ái, cần gì cơm khi đã có cá hồi. Thấy cả hai vợ chồng nhà này thích cá hồi quá, con sen lại tiếp tục là riêng đĩa cá hồi cho cẩn thận. Vậy là không buffet gì nữa, cả hai cứ nhằm vào đĩa cá hồi mà ăn thôi. Chúng ăn ăn, tận hưởng cái ngày đặc biệt này. Giờ thì cá hồi hết rồi, Hana quyết định nhường chồng vì dù gì cũng là sinh nhật ảnh. Em nhường xong vẫn còn hơi đói nên ra ăn tạm cái bánh mì. Ăn xong rồi giờ thì là đến màn khui quà. Cái gì đây, cái gì đây? Ốp điện thoại. À thì ra con sen này đang thiếu ốp nên mua tặng mình làm quà luôn. Quà sinh nhật ý nghĩa quá, phải ngậm nát cái ốp này để cảm ơn con sen thôi. Và bây giờ là khúc chụp ảnh làm kỷ niệm. Cười nào, em cười không nổi, em thích ngầu hơn. Thôi thì đeo kính vào cho em ngầu hết cỡ luôn. Tada, các bạn thấy hay em có kiêu không nào? Nếu có hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé.